lần đầu dẫn bạn gái đi thẩm mỹ viện, thanh niên thấy cảnh cười không nhặt được mồm. Mới đây một thanh niên đã có những chia sẻ khi đến một trung tâm thẩm mỹ, làm ai cũng phải bật cười theo. Cụ thể, chàng trai này lần đầu chiều ý dẫn bạn gái đến một nơi phải gọi là thiên đường của các chị em. Anh đến ngay sảnh lợi mà mắc cười gần chết. Anh nói rằng, tôi thật sự phải kìm nén rất nhiều mới không bật cười thành tiếng. Khi thấy bộ dạng các chị ở đây thì tôi mới rõ lý do vì sao bác sĩ luôn dặn sau khi thẩm mỹ không được coi phim hài, không ăn đồ nóng và nhất định không được gặp bạn thân, vì cười bung chỉ là hỏng hết. Từ video quay lại cho thấy, lúc này đang ở trong một căn phòng nơi mà mọi người vừa làm thẩm mỹ chỉnh mặt, nâng mũi, sửa cằm và gọt má. Ai nấy hầu như đều được băng bó, khuôn mặt thì sưng vù cả lên và bộ dạng nhìn rất buồn cười. Sau khi đăng tải cảnh tượng này lên mạng xã hội, thanh niên đã làm nhiều người xem phải bật cười theo. Thì ra để có được nhan sắc ưa nhìn, các chị em phải trải qua nhiều cửa ải chông gai đến như vậy. Một số bình luận đáng chú ý mà dân tình đã để lại ở bên dưới video. Tôi xem video mà còn không nhịn được cười, ở đó chắc toàn mất. Tuyệt đối không được gặp mấy khứa bạn thân, không được soi gương nữa, vì cười một cái là thành công cốc luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.